Chào mọi người, bữa nay là ngày đầu tiên của năm 2017 rồi ha. Mình cũng gửi lời chúc chân thành và đầy đủ nhất và nó trọn vẹn và tốt đẹp nhất đến mọi người ha. Ai đang xem video không? Và hôm nay mình xin giới thiệu mọi người cách làm một cái sản phẩm là khi chúng ta đây là gọi là sản phẩm là chai tự phát sáng khi đổ nước vào ha. Chúng ta thấy là trên thị trường cũng có bán cái ly tự tự phát sáng khi chúng ta đổ nước vào, thì này cũng tương tự như vậy thôi. Để tao thì mình sẽ đổ nước vào cho mọi người xem. Hiện tại thì chai không có sáng, đèn không có sáng ha. Đây mình sẽ hướng dẫn cách làm ngay luôn thôi. Đây đây mình chỉ là thí nghiệm người xem nên mình để ít thôi. Đây thì đổ nước ra nè. Nó vẫn còn phát sáng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chưa đổ hết hết nước. Vẫn còn nước trong đây. Nó vẫn còn truyền được cái điện của nó. Trong một khoảng thời gian xíu thôi, nước nó khô thì nó sẽ hết sáng thôi. Và cách làm của nó như sau. Nước im lum rồi. Mọi người thấy nó đã mờ lại rồi đó. Từ sẽ ngừng sáng bởi vì nước nó càng ngày nó sẽ rút ra hai bên, nó không còn liên kết giữa hai cái mối cực lại với nhau nữa thì nó sẽ không không sáng nữa thôi. Thì đầu tiên dụng cụ cần là súng keo và keo nến để chúng ta thi công. Cần một cái nguồn để hoạt động, nguồn pin điện thoại hoặc là semi laptop, hoặc là cũng thể dùng mấy cái pin cúc áo trong đồng hồ cũng được. Dùng transistor. Dùng một con transistor nhỏ như là C828 hoặc là C1815 transistor nghịch. Đây cho mọi người xem một con. Đây đây là C1815 có 3 chân, 1, 2, 3 E, C, B. Đây có ghi sẵn. Cách làm rất là đơn giản thôi. Dầm ạ. Nếu có ai có biết sơ sơ về điện tử giờ này qua là hiểu liền nè. Đây mình giải thích từ từ ha. Đây là sơ đồ khối của sơ đồ nguyên lý của nó. Chúng ta sẽ đưa hai cái đầu dây chì này vào cái chai nước á. Khi ta đổ nước vào thì hai đầu dây chì nó sẽ tiếp xúc với nhau thông qua dung dịch nước. Nước dẫn điện, nước tinh khiết không dẫn điện, còn nước bình thường mình uống thì nó sẽ dẫn điện. Bởi vì nó có lẫn tạp chất. Có nhiều người hỏi nước nước có dẫn điện hay không? Mình xin trả lời là nước tinh khiết không dẫn điện và nước chứa tạp chất có dẫn điện. Thì nước tinh khiết rất là hiếm. Và mình không dùng nước tinh khiết đâu. Đây là hai đoạn dây chì chúng ta sẽ để vào hai cái đít chai ha. Người thấy ở đây. Mình sẽ để vào cái đít đây, hay đây. Vào bên đây. Đó. Hai đèn tắt rồi nè, thấy không? Ôi, còn sáng nữa nè. Đó, còn sáng nè. Mà nó sẽ rất là mờ. Có thể là nước còn hay sao đó. Mọi người có thể là để gì nè. Chút cái chai xuống gì nè. Hồi là nó hết sáng, chả ăn luôn á. Và tiếp theo là đây là sơ đồ này để là con transistor này, chức năng nó là dùng để là khuếch đại cái tín hiệu lên ha, từ chân B qua chân C. Và chân C là dùng nguồn 4V hoặc là 3,7 của pin pin điện thoại cũng được. Dùng một con led ở đây, LED, mình dùng led 7 màu cho nó sáng, nó đẹp. Đây là nguồn âm. Rồi chân A. Đây chân transistor 5 thì có 3 chân. Chúng ta quay cái mặt số vậy, chúng ta A, C, B từ trái phải. Và led thì phân biệt cực của nó là ta dòm vào bên trong của nó, bán cực nhỏ là dương, bán cực lớn là âm. Hoặc là khi ta mua led mới á thì chân dài là dương, chân ngắn là âm. Đây này đây khá là đơn giản. Chúng ta nhớ ba khi thi công chúng ta nhớ bắn keo lại cho chắc để cho nước nó rò rỉ ra ngoài ha. Thì nó sẽ chảy nước tùm lum. Thấy là cái chai nó hết sáng.
khi chúng ta chúc nằm nghiêng thì nó sẽ nghiêng về một một bên, nó không còn tiếp tiếp xúc giữa hai cái đoạn dây chì với nhau nữa, thì nó sẽ tắt cái đèn. Và khi để vào ban đêm nó sẽ đẹp hơn ban ngày rất là nhiều. Ở đây mình làm rất là xấu cho người xem sản phẩm. Đây là cục pin điện thoại nè, bên trong này mình bắn keo bích dịch chơi rồi. Mình dùng cái led 7 màu loại lớn hoặc là dùng hai hai led nhỏ cũng được, nói chung là người thích sáng hay là tối gì đó tùy mọi người thôi. Ta có thể thay bằng ly ly thủy ly thủy tinh thì càng đẹp ha, thủy tinh là quá đẹp luôn. Hoặc chúng ta lấy chai thủy tinh cũng được. Ta dùng này thì chúng ta dùng dây dây chì ấy, chúng ta đốt nó nóng, ta hơ vào thì nó lủng, thì nó xuyên qua và chúng ta đút con led qua vào thôi. Đây mình làm nó hơi xấu, mà nào có qua 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 tay thì làm nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây sơ đồ nguyên lý ha. Nhưng ECB này không có gì điện tử làm cũng được, không không cần cái gì về điện tử đâu, ta chỉ cần không cần hàng nữa, ta chỉ cần lấy cái chân điện ta quấn 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 lại với nhau thôi cũng hoạt động. Chỉ có pin thôi, ta hàng đầu và hai cái đầu pin thôi. Đây chân dương đây, chân âm đây nè. Đó, ta hàng vào đây, hoặc là chúng ta dùng cái pin mà trong mấy cái vợt mũi đó, pin bình 4V đó, pin bình ắc quy khô 4V đó, tôi xài cũng được nữa, mà cái đó hơi bự bự gắn vào thì nó hơi xấu. Dùng pin cúc áo là đẹp nhất. Dùng keo, súng keo thì chúng ta cần ra ngoài chợ mua thôi. Cây keo này có nhiêu, 3.000 bạc, xài mình xài cái keo hoặc là pin laptop cũ này thì nó cũng hơi bị bự rồi, kích thước nó khác nhau xa luôn. Rồi video đến đây là kết kết thúc ha. Ai thấy hay thì nhớ like, subscribe, ủng hộ cái kênh của mình. Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video.